Tức là thành phố không phải muốn xây là xây, thành phố muốn xây được thì phải là để làm sao nó tồn tại. Bây giờ muốn xây một cái thành phố mà đơn giản thấy chỗ đất nó đẹp quá, có một tiếng đường cao tốc quốc lộ để đi ngang qua thôi, một thành phố không có dễ vậy hả? Nhà mày lớn, nhà mày cao, rồi thì sao, kệ bà nhà tao hả? Nó ý là ha, đây cái sóc nào làm đây, cầm cái con ba gắn chặt nha, đó vẽ bằng kính 5 km toàn nhà lá không vui chỗ nào. Đem ra so Singapore, ở nhà này không Singapore nè, xin lỗi ông nội Singapore, ông cầm con ba vẽ đâu xịn hết á. Còn tôi hỏi là bạn cầm cái con ba bằng vẽ có 2 km xung quanh toàn nhà lá không à, nhà cấp 4 nhà lẹt xẹt không à. Ngày nào livestream các bạn hỏi tôi là bất động sản sao rồi em? Phải là hàng ngày mắc gì phải hỏi Duy Nguyễn. Duy Nguyễn bận làm tả bill, Duy Nguyễn bận làm tả bill lắm, Duy Nguyễn đâu có thời gian đọc báo nhiều các bạn đâu mà hỏi tôi làm gì. Thì tôi đâu biết gì đâu trả lời đại. Bất động nhờ, bất động sản nhờ nó bất động luôn rồi. Rồi song sản luôn rồi. Mình cũng có bất động sản mình cũng biết mà các bạn. Chỉ có Tú là dùng mít Tú quan tâm thôi. Tú đây Tú làm công ty Tú quan tâm dùng mít Tú lên hay xuống thôi. Nhưng mà chủ đề ngày hôm nay á là cái ngành nào trong bất động sản nặng nhất. Giờ nó dài nó dòng thôi, nó thẳng luôn dẫn thì chịu. Cái gọi là biệt thự liền kề, cái gọi là shop house 100 tỷ. Người ta hỏi bạn shop house 100 tỷ bán cái gì vậy? Bây giờ cái mindset nó ngộ lắm. Shop house 100 tỷ có mà có penthouse 100 tỷ nữa nha các bạn. Penthouse giờ tôi nói bạn mô hình shop house mình penthouse. Chỉ có nhà giàu có tiền mua thôi chứ tiền đâu mà mua nổi. Tức là nó làm sao ta? Shop house á là cái tầng thấp của một cái building như vậy. Building nó cao chừng 5-30 tầng thì cái shop house là cái tầng thấp, tầng mặt đất để buôn bán đồ mở này nọ kia, đồ mò rồi đó. Mở mò. Rồi, hai cái mô hình đó. Trong đó cái mô hình penthouse nãy clip trước mình nói shop house rồi, giờ mình nói penthouse. Tùy cái penthouse mắc quá trời. Xong rồi chuẩn cuộc sống thượng lưu, rồi sống ở trên đây nhìn toàn cảnh thế giới vũ trụ, sống như hoàng đế gì đó. Nghe đã không? Thấy dân tình GDP mới có 4.000 nè. Các bạn hỏi là anh Duy Nguyễn có thần tượng mấy ông hoàng ở đọc không? Không, vẫn chuyển thôi. Em thấy mấy ông đó cũng giỏi với giàu mà. Giỏi giàu thì chuyện ok. Giỏi giàu mà đâu ai nghèo ba họ, đâu ai khó ba đời. Nhưng mà vấn đề là sao tôi mày giàu. Vấn đề đó vấn đề quan trọng đó nha anh. Họ giàu họ xài cho bản thân họ, mà chưa hết kể họ bóc lột đâu đó họ mới giàu vậy. Còn cái giàu là gì? Phải là đi tiến đầu kìa. Ông thay đổi thế giới kìa. Còn tôi đâu có giàu như ông đâu, tôi làm nổi ông giàu ông đi tiến đầu đi. Thế giới này là của chúng mình mà, của tôi và của ông. Tôi nói Elon Musk là cày đó. Ai chửi ngu chịu. Anh chỉ là để tỷ phú công nghệ thôi. Đó là quan điểm của anh. Tại hồi đó anh đi học trong trường thầy con cũng đáy nhẹ rồi, xong anh cũng có cái mindset, anh có cái tư duy là anh chỉ để tỷ phú công nghệ tao tiền. Họ thay đổi thế giới đó là cái mình để. Còn tiền bạc họ phù du, mấy tiền có đóng họ đâu ke đâu. Còn kia hả, trời ơi, tối ngày đi, mua mấy siêu xe đi mạ vàng, xong mua máy bay chở qua chỗ này chỗ kia đua, mà xong rồi làm những cái thương vụ đình đám vô mua nè, nghe nói đâu mua Maxi mà trả 500 tỷ tiền lương cái gì phải không nữa. Ủa lộn, xin lỗi bạn, 500 triệu, nói chung đại loại mình không có nhớ rõ, mấy fan bóng đá đừng nóng nha. Nhưng mà đại loại là anh chuyện đó. Mà trong khi nước mình bằng top 1 thế giới chưa đúng không? Đâu hề đâu có gì top 1 thế giới gì đâu. Đâu có lại gì đâu ghê gớm đâu mà làm những cái chuyện mà show, gọi là show off. Thì đó nó đang được định trên một cái giá đó, không có gì cơ sở trong thực tế hết á. Khi ở vòng vòng đó nè, tự nhiên nhà mày lớn, nhà mày cao, rồi thì sao, kệ bà nhà tao hả? Nó ý rồi ha, đây cái sóc hào nằm đây, cầm cái con ba gắn cặp nha, đó vẽ con kính 5 km toàn nhà lá không vui chỗ nào. Vui chỗ nào? Đem ra so Singapore, ở nhà là giống Singapore nè. Xin lỗi ông nội Singapore, ông cầm con ba vẽ đâu xịn hết á. Đúng nhận sai cãi quá vậy. Còn tôi hỏi bạn cầm cái con ba bằng vẽ có 2 km xung quanh toàn nhà lá không à, nhà cấp 4 nhà lẹt xẹt không à, có một số đường cống chưa có nữa. Mày giá trị nó không có đúng không? Giá trị nó không đúng thì tới một khi nào đó nó sẽ trở về bản chất thôi. Mà điển hình là giờ những cái đó nó bị sụp giá ghê dứt. Nó khi mà ví dụ như nhà các bạn á, này nọ, nhà phố trong thị trấn này nọ kia, có thể giờ trong vài đầu nó bị đứng hoặc là nó giảm một chút xíu. Nhưng mà con cái kia đó mà đọc báo đi, trời ơi, biệt thự gì liền kề giảm 30% không bán được nữa. Thanh khoản cho bằng không, tại vì nó không có cái giá trị gì để nó có giá trị đó. Tức là cái giá trị của nó không bằng với cái số tiền của nó đưa ra xã hội lên tao mua. Giờ quay lại tại sao nó không bằng những cái thuật ngữ như biệt thự liền kề. Bạn có biết biệt thự là gì không? Bạn vô khu Bình Tân á, bạn đi vòng á, bạn thấy mấy cái đó mới là biệt thự. Không, khu Bình Tân của chỗ Duy Nguyễn cũng có những cái nhà nó phải biệt thự mà nó ghi biệt thự các bạn. Tóm lại là cái gì? Biệt thự đó là phải có giường, có này có kia đồ, có hồ non bộ, có Phụng Nghi Đình đồ. Phụng Nghi Đình là chỗ Lữ Bố với điêu thiền hẹn hò đó. Ý là hồ cá coi nước chảy róc ra róc rách rồi đó, không gian nghỉ rồi mới là biệt thự, chứ không phải biệt thự là cái nhà nó giống biệt thự rồi nó nằm sát nhau. Cái đó mô hình đó là mô hình G7, nó là cái thao hao. Các bạn có thể search mà Tú hoặc là Tú hay chèn hình thao hao. Tức là cái nhà thị trấn thôi, không có gì là biệt thự gì đấy. Xây một đống nó nằm gần nhau. Vậy tôi hỏi các bạn, mô hình thế giới có không? Có. Mô hình thế giới có. Có, nhưng mà ở Việt Nam bắt chước nó không đúng. Thứ nhất, hạ tầng trong đó nó không tốt. Thứ hai, mua cho nó để làm gì? Đi nghỉ ngơi hả? Tức là làm chỗ này xong ghé chỗ đó nghỉ hả? Nó không đúng. Rồi xong rồi á, trong khu đó vòng vòng không có cái gì để làm ăn hết thì sao nó tồn tại được? Xây lên nhìn đẹp mắt, quay lại cam, ok, good. Thì được vậy thôi. Thì ở bên Mỹ nó cũng vậy thôi. Nó cũng có những khu như vậy, nhưng mà khu vậy chỉ là cái nhà. Nó ghi là single house. Nó có gọi là villa, biệt thự gì đó. Mà chưa tới cái đó đâu. Cái đúng không các bạn? Thì những cái mô hình ảo ảo vậy, nó sẽ bị xuống giá rất là nhanh.
mà không có rẻ đâu nha các bạn, mấy triệu đô một căn, mấy triệu đô một căn. Rồi các bạn sẽ nói là rồi tiếp tục, ồ căn đó bên nước ngoài bỏ mấy cái nước giàu như là mấy thằng Monaco, Luxembourg gì, mấy thằng đó nói nha, mấy thằng đó là đất siêu nhỏ, thì không bạn, mấy thằng đất mà có đất đây nào kia đó thì những cái căn tương đương như vậy chưa tới 1 triệu đô chắc chắn luôn, thậm chí dưới 1 triệu đô đẹp hơn. Còn giờ này phòng thô không mà bán tiền, xin lỗi xỉu chịu nổi luôn á đó. Đó, nó sẽ là nghịch lý, giá không đúng mà cứ cho là giá đúng, sau này người mua sẽ bị nghịch lý tiếp. Nghịch lý gì? Thứ nhất, cái chỗ đó nó không có kết nối được với cái gì để sản xuất kinh doanh hết. Ví dụ như chỗ đó là kết nối khu công nghệ cao thì bán cho sếp mà sợ sếp mua cũng nổi nữa. Ví dụ giờ hỏi sếp làm tháng như sếp, à sếp làm tháng 5 ngàn sếp rồi, tức là có thể là BM trong khu công nghệ cao hay là gì đó, 5 ngàn có tiền chắc nó đóng nổi đâu. Chưa kể sau này nếu thêm bài toán thuế đánh vô cái nhà đó ai đóng nổi, đánh vô cái nhà không ai đóng nổi hết á. Ví dụ như cái nhà 1% nhẹ thôi, 1% mà cái nhà thì ví dụ như định giá thị trường nhà 3 triệu đô thấy nhiêu ta, tăng 3 triệu đô thấy nhiêu vậy, 30 ngàn đô hả? Ồ, 30 ngàn đô gần tỷ bạc năm rồi. Nên bây giờ là những cái mô hình đó nó sẽ bị ảnh hưởng trước và những tiếp theo, cái ảnh hưởng nặng hơn nữa. Nặng không bằng này, lộn nặng không bằng này. Giờ chúng ta có thống nhất cái này, các bạn thấy đọc báo hay nặng rất ghê không, mà thực tế rất ghê vậy đó. Tại vì nó được xây dựng trên cái giá không đúng giá gì hết, mà nói chung là cái mô hình nó lạ lắm, cái mô hình nó không có thực tế. Bởi vì tôi luôn nói với các bạn là chữ sống trên đời này phải thực tế và hợp lý. Còn khi không thực tế hợp lý ông tồn tại cái gì được, mà khó cái ông không tồn tại được ông lôi theo người khác nữa đó càng. Vậy thì cái mô hình thứ hai là mấy cái mà mua xong không ở cho mướn, trong đó nó có nhiều loại lắm bạn, như là gì mà cái shop house thì bạn biết rồi, cái shop house giờ thì cũng tato rồi. Rồi cái thứ hai nữa là cái nhà xong rồi nằm ở gần mấy khu du lịch, rồi xong rồi bạn bỏ tiền ra bạn đầu tư, rồi xong bạn cho người ta mướn á, nó không phải Airbnb nha, nó cái dạng dạng giống vậy đó. Rồi xong mà cái người ta tới cái khu lịch đó, người ta mướn cái đó người ta ở đó, cái đó là cái gì á, tức quá trời luôn. Bây giờ làm chương trình không có chuẩn bị sẵn đó các bạn, nên mình chỉ cần chém gió thôi, bạn nào biết á thì bạn nói nha. Bây giờ cứ coi là biết cái đó đi, thì cái đó nó sẽ chịu ảnh hưởng bởi cái gì các bạn biết không? Nó chịu ảnh hưởng bởi cái du lịch, khi mà cái du lịch nó không ổn hoặc là có sự chuyển đổi cái người, cái đối tượng khách hàng du lịch đi là cái đó mà. Mà trong khi á, cái đó là mô hình đầu tư, không phải là tôi mua để tôi ở. Thí dụ về đúng nè, ông Việt Kiều nào á, ông ở bên Mỹ, ok, cái ông coi livestream của Duy Nguyễn, cái ông vô tình ông thấy em gái thằng Tú đẹp quá, cái xong cái ông cà cưa vô ngẫm với em gái thằng Tú, cái ông gửi tiền cho em gái thằng Tú đi mua một căn ngoài biển gì đó, mua cho nhỏ con gái thằng Tú ở luôn, ở coi nhà luôn, lâu lâu anh về anh thăm. À, thì cái đó hợp lý. Tại sao? Cái đó mua mục đích để ở. Rõ ràng. Còn cái này á, Tú cầm tiền đi mua cái đầu tư cái căn đó, xong rồi á đi kinh doanh. Tôi nói ủa, tao đâu biết kinh doanh này đâu sao mua rồi. Không, mày cứ đưa tiền để tao kinh doanh cho. Ừ, nghe sướng mày. Đưa tiền mà kinh doanh cho tháng lời như đó luôn hả? Đó, Tú dính tiền rồi xong. Không sao nổi, du lịch đau là cái gì mà chết. Chỉ cần du lịch không đau mà chính sách lãi suất ngân hàng thay đổi thôi Tú cũng chết. Nói chung là Tú chơi bài đó, Tú cầm dao hai đường rồi, đúng không? Đó, nên cái mô hình đó là một trong những mô hình nó cũng không ổn mà nó bình thường khá là nè. Nên nhiều khi tôi quay là tôi vẫn nói với bạn nhiều lắm, phải cản các bạn làm giàu. Bạn hỏi tôi làm chủ làm công mà hỏi tôi giờ này nào mua đất một tỷ đâu, tôi nghe tôi cản lắm nên tôi mới trả lời đó. Thì chắc không thằng nào hỏi anh Di ơi giờ muốn vô trường chuyên anh đi hướng nào? Em học xong vô trường chuyên. Rồi anh Di ơi giờ vô trường chuyên rồi anh Di chỉ em cái hướng nào đi để em đi học đi, rồi sau này em có thể làm on-site hay làm hai fit cho những công ty tập đoàn đa quốc gia để em kiếm tiền nuôi mẹ em. Không có nào hỏi gì luôn á. Thì tức là sao thì sao? Tức là cái xã hội đang bị những cái video kia đó nó làm truyền thông ghê gớm lên. Giờ cứ cầm tiền đầu tư gì anh, em có 10 triệu cầm tiền đầu tư gì, em có 50 triệu cầm tiền đầu tư gì. Đó. Rồi xong rồi tới mô hình này ghê hơn nữa nè. Mô hình này bên Trung Quốc quá trời đất luôn. Kêu là gì? Thành phố ma. Thành phố ma. Thì định nghĩa thành phố ma là gì? Thành phố nào vừa đi đá mỏi. Không phải thành phố ma. Thành phố ma là gì? Chỗ nghỉ hoa cò gái rồi đá sỏi gặp nhau, hiểu không? Thì tự nhiên á, ai đó người ta nghĩ ra quy hoạch một cái thành phố đó, là tức là thành phố vẫn trong mơ nữa, trong giấy nữa. Xong rồi kết quả cuối cùng thực tế, dân trả thèm trọ dọn tới đỡ, nên nó trở thành thành phố ma. Thành phố ma là ảnh hưởng tới tiền rất nhiều nha. Tức là nó làm mình một đống tiền mình bỏ cho mình xây dựng thành phố đó, cuối cùng ngoài ở. Tức là thành phố không phải muốn xây là xây, hiểu không? Thành phố không phải muốn xây là xây, mà thành phố muốn xây được thì phải là để làm sao nó tồn tại, để làm sao nó tồn tại. Bây giờ muốn xây một cái thành phố mà đơn giản thấy chỗ đất nó đẹp quá, có một tiếng đường cao tốc quốc lộ để đi ngang qua thôi, một thành phố luôn. Có dễ vậy hả? Không dễ đâu các bạn. Có những chuyện ta nói triết học là gì, nó có những cái nguyên tắc của nó, đúng không? Khi mình không hiểu những nguyên tắc đó, mình đi cãi là những nguyên tắc đó thì nói chung là cãi ý trời, phải chơi cho vui thôi. Vậy thì Tú có hiểu là tại sao thành phố nó không lên được không? Tại sao thành phố nó không được như ta tính? Người ta tính ở mày có căn hộ trong đây nè, mày có cái nhà cũ này nè, thôi bán nhà cũ đi mua được cái đó. Hoặc là mày bán nhà cũ đi rồi mày mượn nhà băng mua được cái đó, mà tiền đâu trả nhà băng. Ví dụ có những cái nó sẽ là ví dụ như sân bay Long Thành. Tự nhiên cái sân bay Long Thành là cái sân bay Long Thành, tự nhiên đó thành một khu đô thị luôn. Tức là cái khu đô thị nó phát triển dựa trên sân bay Long Thành. Anh cũng hiểu nó phát triển sao được nữa, rồi nó sống bằng gì, nó ăn. Tức là ở đâu tạo ra cái income để cho người ta sống ở đó. Cứ cho là vô đó. Ví dụ như ok, đi vô đó thì có thể làm nhân viên sân bay hay làm gì gì đó.
hay là làm gì của sân bay, ừ, để từ đó có tiền thì để mua những căn nhỏ một đó sống, đi làm cho nó gần thì cũng được, nhưng mà số lượng nó không thể nào trở thành cái đại đô thị được. Nhưng mà hiện tượng cái lượng cái việc sốt đất ở ngoài sân bay Long Thành rất lớn, có từ đó khoảng năm 2015-16 thì giờ 14-15-16 thì giờ, thì đó chỉ là một trong những ví dụ khác thôi. Ví dụ của dựa trên một cái hạ tầng nào đó sẽ xuất hiện một cái khu đô thị đó, cái đó rất là nguy hiểm. Nên nhiều khi cái quy hoạch những cái thành phố nhỏ, những thành phố vệ tinh nó không giống đâu hết, đó là tự nhà đầu tư người ta nghĩ ra, tự nhà đầu tư người ta nghĩ ra, người ta vẽ, người ta làm đủ kiểu đó, nào biển nhân tạo, đảo san hô gì tùm lum tùm la hết, để tạo thành một cái mô hình đô thị, nó nằm giữa một ốc đảo nào đó, xung quanh là bốn bề đều hiu, không có gì đâu cái gì, thì nó sẽ rất là phiêu. Và khi các bạn mua ở trong đó, các bạn cũng nói chung là cũng có này có kia, nói chung thì đó là những cái mà nó tạo ra cái sự giá trị không đúng, và nó làm cho cái giá trị bất động sản nó nhiễu loạn tùm lum tùm la hết, ký cái nhà nào cũng như nhà nấy. Còn cái hiện tượng mà đấu giá đất ở bên kia đó tự nhiên mấy tỷ bạc một cục này, nó có một rồi xong mình hỏi mấy tỷ đó rồi ông ngọn tính với bà toán cho dùng xây cái gì chăng nữa, rồi ông mướn cho mướn nhiêu tiền, cho mướn nhiêu tiền phân tích ra, cho mướn một mét bằng mắt của mình Singapore anh đâu ra, đúng không? Singapore nó có 5 tỷ, nó 5 triệu dân à, mà nền kinh tế của nó là thôi giờ nó chơi với thế giới rồi, nó đâu có chơi với châu Á đâu đâu đó. Tất cả những cái đó, những cái công ty lớn như Big Tech như Apple hay là Google, tất cả thứ đều đặt trụ sở với nó hết. Ví dụ như Tú làm việc đi rồi, Tú sẽ liên hệ với Google hỗ trợ này nọ kia, cũng từ mấy bạn bên Singapore hỗ trợ hết á. Cái nền kinh tế họ khác và cái GDP đầu người họ khác đó, thì họ thuê với cái giá đó. Còn đằng này tự nhiên cái giá đó tất cả đều là business hết, cái giá đó cũng như vậy, tôi xây cái nhà cao lên như vậy thì tôi phải lấy giá bao nhiêu, thì cái bài toán đầu tư tôi nó mới tồn tại mà nó có lời được, chứ không phải là tự nhiên rồi giống như nên từ đó ở Việt Nam có khái niệm hai chữ lùa gà nó, mà hai chữ lùa gà là áp dụng thì cũng tùm lum hết. Thôi video khác nói tiếp nha các bạn, giờ đủ giờ rồi. Nếu các bạn yêu thích chương trình này thì các bạn cứ subscribe tập gym dòng sub BBT.